Chẳng ai ngờ được rằng những bông hoa lài khô bé nhỏ lại có nhiều công dụng đối với sức khỏe của con người đến vậy. Hoa lài là loài cây được trồng làm cảnh phổ biến ở khắp Việt Nam, đây là loại cây thân gỗ. Mọc thành bụi và rất dễ trồng, hoa có màu trắng, mọc thành chùm ở ngọn cây hoặc nách lá. Hoa thường nở rộ vào ban đêm, hoa lài sau khi thu hoạch được rửa sạch và phơi hoặc sấy khô. Ngoài ướp trà, hoa lài khô còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe, thanh nhiệt, giải độc. Đây là một trong những công dụng luôn được nhắc đến đầu tiên của hoa lài, hoa lài khô giúp thanh nhiệt. Giải độc, tăng sức đề kháng hiệu quả, cách thực hiện cũng vô cùng đơn giản, bạn chỉ việc cho một thìa hoa lài vào bình trà tốt nhất là bình xứ. rót 300ml nước sôi để hãm, 5 phút sau sẽ thấy trà tỏa mùi thơm dễ chịu, lúc này bạn có thể uống. Người thích ngọt thì cho thêm mật ong hòa đều để nguội uống, giảm cholesterol, nhiều nghiên cứu đã chứng minh uống trà hoa lài khô giúp ngăn ngừa sự tích tụ cholesterol chất béo không lành mạnh trong cơ thể, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch cũng như đột quỵ. Chống ung thư, hợp chất methyl jasmineate và c jasmine tìm thấy trong hoa lại được chứng minh là có tác dụng chống ung thư tuyến tiền liệt. Nghiên cứu này được công bố vào tháng 11 năm 2008, còn theo nghiên cứu của Viện Hàn Lâm Y tế Dự phòng Trung Quốc thực hiện năm 1990 cho thấy trà hoa nhài là tốt nhất có thể ngăn ngừa ung thư thực quản. Ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường, có công dụng ngăn ngừa và giúp làm giảm nhẹ các triệu chứng của bệnh tiểu đường một cách hiệu quả. Viêm khớp và đau khớp, một trong những tác động tích cực khác của trà hoa nhài là giảm sự khó chịu của bệnh đau khớp và viêm khớp mãn tính. Các chất chống viêm trong trà hoa nhài có thể làm giảm sưng và viêm khớp bằng cách ức chế sự oxy hóa của tế bào. Hỗ trợ giảm cân, nhiều người đã và đang trong chế độ ăn kiêng thừa nhận rằng, uống trà hoa lài khô thường xuyên giúp họ kiểm soát cân nặng tốt hơn. Các nhà khoa học đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc uống trà hoa nhài và giảm các tế bào mỡ trong cơ thể. Điều này giúp đẩy nhanh quá trình giảm cân, giúp người thừa cân, béo phì nhanh chóng đạt được số cân nặng như ý. Ngoài ra, trà hoa nhài giúp duy trì trọng lượng cơ thể nếu đi kèm với một chế độ ăn uống thích hợp. Giúp ngủ ngon hơn, hoa lại giúp làm dịu tinh thần, cho giấc ngủ đến nhanh, ngủ ngon và sâu giấc hơn. Những ai thường xuyên bị mất ngủ nên uống trà hoa lại khô mỗi buổi tối.